ready? À, thầy đã sẵn sàng chưa? Thầy đã sẵn sàng rồi. Bantami, Và Bante, xin kính đến đảnh lễ thầy. and good evening Và xin chào tất everyone. cả mọi người. More. On the seven stages of Hôm nay chúng ta tiếp tục đến phần 7 bước thanh tịnh. Và hôm nay đến phần Kasina, biến xứ Kasina. Hôm nay bài học của chúng ta sẽ là 1 tiếng rưỡi. Thì trong một tiếng đồng hồ đầu tiên, thầy sẽ giảng bài và 30 phút thì chúng ta sẽ hỏi và trả lời. Và chú Lai Vũ Trung, chú sẽ giúp chúng ta điều khiển lớp này. Chú là người sẽ giúp chúng ta trong bài pháp hôm nay. Have invited a Bante from Pa'ao Mei Niu to translate into Chinese simultaneously. Bante, we have done with our announcement. Và bây giờ chúng ta đã xong, bây giờ đã sẵn sàng để nghe thầy giảng pháp. Và chúng con thỉnh thầy để giảng pháp. Sadhu, sadhu, sadhu. Và chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Phật bằng cái tụng Nam Mô Đà Sa ba lần. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với biến xứ Kasina. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về Kasina. Thầy nghĩ rằng rất nhiều người đã biết thế nào gọi là Kasina rồi. Và Kasina ở đây nghĩa rằng giống như cái vòng tròn. Và nó cũng giống như là cái mặt trăng hay là bất kỳ cái loại vòng tròn nào. Và như vậy, thực ra ở đây chúng ta có 10 loại Kasina khác nhau trong lời dạy của Đức Phật. Và trong một số nơi hay là trong kinh điển Pali thì nó có loại 8 loại Kasina khác nhau. Và Kasina ánh sáng ở đây là tương tự như Kasina trắng. Và Kasina không thì tương tự như là không vô biến xứ. Thì chính vì thế thì chỉ có 8 loại Kasina trong kinh điển Bali. Nhưng mà hôm nay thầy sẽ giải thích tất cả các loại Kasina bao gồm cả thiền vô sắc dựa trên Kasina. Vậy trước khi mà chúng ta thực hành thiền Kasina, thì chúng ta phải có sự chuẩn bị. Thì nó sẽ rất là khác với thiền niệm hơi thở. Và trong thiền niệm hơi thở thì chúng ta có thể chú tâm trên hơi thở của chúng ta ở mọi nơi chúng ta ở đâu, mọi lúc đều ok. Nhưng khi mà chúng ta thực hành Kasina, thì chúng ta phải có sự chuẩn bị. Và cũng có cái khiếm khuyết của Kasina. Thì hôm nay thầy sẽ bắt đầu với Kasina đất. Và không chỉ Kasina đất, mà chúng ta sẽ có các Kasina lửa, Kasina gió, và chúng ta cũng có Kasina nước. Và trong mỗi Kasina, thì chúng ta phải có những cái hình dáng khác nhau, màu sắc khác nhau, đặc biệt là những màu sắc khác nhau. Và đó có những cái khiếm khuyết của Kasina, đặc biệt là Kasina đất, Kasina nước, và Kasina lửa, và Kasina gió. Và cái khiếm khuyết của Kasina đất ở đây là gì? Đó là, đầu tiên là màu đen. Chúng ta phải không lấy Kasina màu đất màu đen để làm Kasina. Nó rất là gần với màu đen, nên chính vì thế chúng ta phải tránh cái màu đen. Và tương tự như vậy, chúng ta khi mà thực hành Kasina nước thì chúng ta phải tránh những cái nước màu đen. Và tiếp theo, màu vàng. Và chúng ta cũng có Kasina vàng. Thì chính vì thế, khi mà chúng ta thực hành Kasina đất thì chúng ta phải tránh cái đất mà có màu vàng. Hay là cái đất đó, màu vàng. Và cái tiếp theo, đó là màu đỏ. Và chúng ta cũng có Kasina đỏ. Thì chính vì thế,
chúng ta phải tránh, chúng ta không nhầm lẫn, chúng ta không lẫn lộn giữa casino gió hay là casino đất hay là với casino đỏ. Và chúng ta phải tránh cái màu đỏ này. Và cái cuối cùng đây là casino trắng. Casino trắng ở đây có thể là cái khiếm khuyết của casino đất hay cái lỗi của casino đất. Và như vậy, đó là những cái khiếm khuyết của casino chúng ta cần phải biết. Và ngay cái lúc ban đầu khi mà chúng ta thực hành, chúng ta phải nhớ đó bốn cái này. Và khi mà chúng ta thực sự vào thực hành, bất kỳ khi nào cái đất đổi thành cái màu đó, thì chúng ta phải tránh cái màu này, tránh chọn đất màu này. Và như vậy, chúng ta phải có sự chuẩn bị cho về casino. Làm thế nào? Chúng ta phải chuẩn bị như thế nào? Đầu tiên, đó là casino là một gang tay và bốn long tay, đó là chiều rộng của nó. Lần này qua lần khác thì người ta đều hỏi thầy cái cỡ lớn nhất là gì, cỡ nhỏ nhất là gì của casino chúng ta phải chuẩn bị. Casino đất hay là những cái casino màu khác. Và khi mà chúng ta thực hành casino đất, chúng ta phải chuẩn bị đó là đất phải mịn. Và cái đường kính của nó là một gang tay và bốn long tay. Có thể là một feet hoặc là 30 cm. Là cái chiều đường kính của nó khoảng là một foot nghĩa rằng khoảng độ 32 cm. Thì đó là cái cỡ mà chúng ta dùng khi mà chúng ta thực hành bất kỳ casino nào. Nếu mà chúng ta có cái casino rất là lớn, vòng tròn casino rất là lớn, thì chúng ta sẽ có nhiều cái phóng tầm. Và chính vì thế, nếu mà chúng ta có cái casino cỡ bình thường giống như thế này, thì sẽ tốt hơn. Và nếu mà nhỏ quá thì chúng ta không chú tâm được. Nếu mà quá lớn thì chúng ta sẽ bị phóng tầm. Thì chính vì thế, đường kính còn là một foot, hoặc là theo kinh điển Bali thì chúng ta có thể nói là một gang tay và bốn long tay. Thì đó là cái cỡ mà chúng ta dùng để làm casino. Và chúng ta có thể thấy là những cái cỡ như vậy ở mọi nơi, mặc dù là chúng ta chọn cũng được, chúng ta làm được. Và nữa là cái chúng ta ngồi là ngồi bao xa từ chúng ta ngồi tới casino, có nghĩa là 2 cubit hay là 2 hắc tay và 1 găng tay xa từ tính từ chúng ta đến casino chúng ta ngồi. Mà nếu mà gần quá thì cái cảnh nó rất là gần, đối tượng đề mục rất là gần. Khi mà chúng ta quá gần thì cái cảnh trở nên mờ, mà nếu quá xa thì nó cũng không rõ ràng. Thì đó là cái cảnh, cái chiều dài, khoảng cách là cách xa là 2 hắc tay và 1 găng tay. Và cái tiếp theo ở đây, chúng ta mở mắt vừa phải như là hành giả, thấy mặt của mình phản chiếu trên bề mặt của tấm gương. Và lần này có lần khác thì chúng ta có thể thấy những cái gương, chúng ta thấy cái ảnh hình của chúng ta ở trong cái gương, tấm gương. Và khi mà chúng ta nhìn vào trong tấm gương, tí cũng giống như vậy, chúng ta phải nhìn vào mắt vừa phải, không quá to và không quá nhỏ, như là chúng ta mở mắt vừa phải thôi, mắt mở vừa phải và nhìn casino với mắt của chúng ta ngay cái lúc ban đầu đó, khi mà chúng ta hành thiền. Và bao lâu chúng ta mở mắt của chúng ta bao lâu để nhìn casino, bao lâu chúng ta không giới hạn một cái thời gian một cách dễ dàng được. Nó phụ thuộc và cái sự thiện xảo của chúng ta và cái sự thực hành của chúng ta. Nếu mà chúng ta có được thực hành một cách tốt đẹp, thì có thể vài giây, chúng ta có thể an chỉ vào, chúng ta có hướng tâm vào, chú tâm trên casino một cách dễ dàng, thì chúng ta có thể nhắm mắt lại. Và cái bước tiếp theo, thì chúng ta phải giữ mắt của chúng ta, nhắm mắt của chúng ta lại, và chúng ta hình dung ra casino. Và casino ở đây không phải dễ giống như là thiền hơi thở, niệm hơi thở, anapanasati. Đầu tiên là chúng ta phải mở mắt của chúng ta thấy và chúng ta có thể an trú đến nó, thì chúng ta hình dung nó một cách dễ dàng được.
Và sau đó chúng ta nhắm mắt lại và hình dung cái kasina. Nếu mà chúng ta có thể hình dung cái kasina một cách dễ dàng, một cách thoải mái, dễ chịu, thì nó cùng cái màu giống như là cái màu bản gốc của nó, thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà nhiều khi nó sẽ mờ. Mặc dù là chúng ta hình dung kasina, đối tượng đem một kasina giống như là cái bản gốc của nó, nhưng mà không phải dễ dàng. Chúng nó sẽ mờ đi hoặc là biến mất. Nhưng mà khi nó biến mất thì chúng ta mở mắt chúng ta ra và chúng ta cố gắng để nhìn thấy và nhắm mắt lại và hình dung nó. Và nếu mà khi mà chừng nào mà chúng ta tâm chúng ta hướng tâm đến nó, đừng có mở mắt chúng ta ra, đừng có mở mắt ra. Và cái tiếp theo nữa là chúng ta phải biết là cái khái niệm về đất, nghĩa rằng chúng ta có rất nhiều cái đặc tính của đất, giống như cái tính mềm, nặng, nhẹ, nhẵn, thì bất kỳ cái màu sắc nào, chúng ta đừng nghĩ về màu sắc, không chỉ trong kasina đất đâu, mà trong bất kỳ kasina nào, chúng ta đừng có nghĩ về bất kỳ cái đặc tính, thì đặc tính bình thường của nó giống như là tính cứng, tính nhám, nặng, nhẹ, mềm, vân vân. Từ nếu mà chúng ta nghĩ về nó, thì nó không thể nào là kasina đất được, nó sẽ là tứ đại. Chính vì thế chúng ta phải tránh biết những cái phân tích, những cái đặc tính hay là những đặc tính tự nhiên của bất kỳ cái kasina nào. Và tương tự như vậy, chúng ta không có nghĩ về vô thường, khổ, vô ngã, anicca, dukkha, anatta. Chúng ta phải nghĩ đất là vô thường, khổ, vô ngã. Chúng ta không có dạy như vậy. Và trong cái thực hành kasina, đặc biệt là phần samatha, thiền định. Và như vậy, nó phải là cái chế định hay là cái khái niệm chúng ta phải biết đất. Đất đây là cái chế định hay là cái khái niệm thì nó sẽ lợi ích cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta phải chuyển sang Pathavi, kasina đất. Pathavi. Và cái màu Pathavi, đó là cái màu dạng đông. Trước khi mà mặt trời mọc đó, thì chúng ta sẽ cái màu của dạng đông. Khi mà mặt trời mọc, thì chúng ta thấy cái màu đó. Và nó phải, ví dụ như là trước khi mà mặt trời mọc đó, thì chúng ta thấy được cái lúc dạng đông đó, thì cái màu của dạng đông đó, chúng ta thấy cái đất nào mà màu như vậy. Thì chúng ta cũng có một sự chuẩn bị của nó. Giống như là khi mà Pop Toya rất là nhiều tiền sinh khi mà thực hành kasina đất, thì chính vì thế là chúng ta chuẩn bị, có sự chuẩn bị. Chúng ta giữ rất nhiều cái đất ở trong cái làm cho nó thành cái vòng tròn và nhẵn. Và chúng ta ngồi và nhìn nó tới khi tâm của chúng ta có thể an chỉ vào nó. Thì đó là cách mà chúng ta bắt đầu. Nhưng mà nó không dễ dàng ở mọi nơi. Khi mà chúng ta đi rồi đi vào rừng thì nó không dễ dàng để mà thấy cái đất hay bất kỳ cái màu nào như vậy. Và chúng ta sẽ có gặp những cái chướng ngại hay những cái khó khăn. Và Đức Phật dạy chúng ta chỉ có một màu, đó là cái màu dạng đông, thì nó không có quá đen, không quá vàng, đúng không? Thì chúng ta nói bốn loại màu ở đây. Chúng ta phải tránh những cái màu này. Và tiếp theo, có thể là cái màu hơi đỏ đỏ, nâu nâu, nâu đỏ, thì chúng ta có thể dùng những cái màu như vậy, những cái loại đất như vậy. Thì chúng ta có thể dùng làm kasina đất. Và chúng ta có thể làm cái bề mặt của kasina nó mịn, nhẵn. Nếu mà có như hòn sỏi hay là những cái que củi hay là có những cái ngọn cỏ thì chúng ta phải loại bỏ nó đi. Và khi mà chúng ta muốn thấy đất tự nhiên hay đất sét tự nhiên thì chúng ta phải loại bỏ tất cả những cái viên đá, sỏi, que củi trên bề mặt của nó và chúng ta vẽ một cái hình tròn. Thầy đang bị mất sóng rồi. Có thể bên thầy bị mất sóng. Nên là bài giảng tự nhiên mất tiếng.
Chúng ta tạm thời chúng ta không nghe được tiếng của thầy. Để bên của thầy bị mất sóng, điện thoại thầy mất sóng đó. Nên là chúng ta tạm thời chưa nghe được tiếng của thầy. Thầy đã trở lại rồi. Chúng ta nghe được thầy nói chưa? Bây giờ chúng ta đã nghe được thầy nói rồi. Chúng ta đã thấy bản slideshow chưa? Chúng ta thấy rồi. Và chúng ta sẽ bắt đầu trở lại. Và như vậy, chúng ta không nghe thấy đoạn ban đầu. Như là xin mời thầy giảng lại từ bắt đầu, từ phần Batavi, từ phần đất, từ phần Batavi. Batavi và vẽ cho mảnh đất, thầy đã tới đoạn đó rồi. Và như vậy, chúng ta phải vẽ cái vòng tròn ở trên mặt đất và chúng ta loại bỏ tất cả đá, cỏ, lá ở trên mặt đất đó. Và nó chỉ có chiều đường kính là 1 feet hay là 32 cm. Nếu chúng ta dùng đất sét cũng vậy, thì chúng ta cũng phải loại bỏ tất cả những cái hòn sỏi, đá, rồi que củi, chúng ta để thấy nó với mắt của chúng ta mở ra. Sau đó thì chúng ta có thể hình dung nó. Và ngay cái lúc ban đầu thì nó không có ổn định lắm, nó sẽ biến mất, nó sẽ mờ đi lần này qua lần khác. Nhưng liệu khi cái màu sắc có thể thay đổi và khi mà chúng ta có thể, khi nào chúng ta có thể thấy được đất, cái khái niệm về đất, chúng ta biết khái niệm về khái niệm về đất thì ok. Thì và tiếp theo chúng ta có thể hiểu được thế nào thực sự gọi là cái sự tiến bộ là như thế nào. Và như vậy, ở đây chúng ta phải nghĩ về cái sự tiến bộ ở đây. Và nếu mà khi nào mà chúng ta có thể thấy được cái màu của đất thì nó ok. Như thầy đã nói, chúng ta đừng có nghĩ về vô thường của vô ngã. Chúng ta phải thấy chỉ có đất thôi. Đừng có nghĩ về vô thường của vô ngã. Đừng có nghĩ về cứng, nhám hay bất kỳ đặc tính nào. Nó chỉ phải là cái khái niệm. Và như là đất tự nhiên hay là đất sét tự nhiên. Và khi mà chúng ta thấy cái màu của đất, chúng ta giữ trên cái chân đất liên tục. Và khi mà chúng ta có thể tiến bộ trong những cái đề mục tiền khác, trong Batavi cũng vậy, thì sẽ có sự tiến bộ trong Batavi, cái chân đất ở đây. Khi mà thấy ánh sáng và vân vân. Và nếu mà chúng ta chỉ là một thiền sinh mới hành thiền, là thiền sinh mới hành thiền thôi. Nếu mà chúng ta bắt đầu với là Kasina đất, ngay cái lúc ban đầu, thì có thể là cái màu đỏ nâu, các ánh sáng thì màu đỏ nâu. Và khi mà chúng ta đã giải thích ở trong thiền Anapanasati, thì nếu mới tới ngay cái lúc ban đầu, thì ánh sáng nó không ổn định. Nó có thể thay đổi sang màu khác nhau, nó có thể biến mất, mờ đi, biến mất, xuất hiện trở lại. Vân vân. Và bất kỳ cái gì mà ảnh hưởng đến chúng ta, bất kỳ cái sự gì, cái điều gì xảy đến, chúng ta vẫn cứ hướng lên cái casino này liên tục. Nếu mà chúng ta có thể hướng tâm, giữ tâm trên nó, thì cái ánh sáng nó trở nên ổn định hơn. Và nó có thể thay đổi theo rất nhiều nhiều màu khác nhau. Và như vậy, và cuối cùng chúng ta có thể thấy nó đổi thành nimitta về sau. Và chúng ta có ba cái loại nimitta. Đầu tiên, Parikama nimitta. Đó là chuẩn bị tướng là đất tự nhiên. Và khi mà chúng ta thấy ở mặt đất như thế nào hay là trong ở bất kỳ nơi nào thì chúng ta có thể thấy nó một cách tự nhiên giống như là cái bản gốc của nó, thì đó gọi là Parigama Nimitta hay gọi là chuẩn bị tướng. Và cái tiếp theo đó là Ukkha Nimitta.
hay gọi là học tướng, thì nó là xuất hiện cùng với những khiếm khuyết, khuyết điểm như là những que củi, viên đá, vân vân. Thì như vậy, nó sẽ phụ thuộc vào chỗ nào, chúng ta lấy cái cảnh đối tượng ở chỗ nào. Nếu chúng ta lấy cái cảnh ở mặt đất, thì nó có thể có những viên củi, lá, đá, sỏi, vân vân. Và nếu mà chúng ta làm cái xin á ở trên cái đĩa, thì nó có thể giống như là những viên đá hay viên đá sỏi trên nó. Và cái điểm chính ở đấy, khi nào mà chúng ta có thể thấy Kasina đất như vậy, thì chúng ta hướng tâm trên Kasina đất, giữ tâm trên Kasina đất, thì đó gọi là Ukahanimitta hay là học tướng. Và nó có thể sáng, lần này gọi là khác, nó sáng hơn, nhưng mà nó chưa có ổn định lắm. Nó có thể có ánh sáng đó. Nhiều khi, nó có thể là có một số những cái khiếm khuyết ở đó, khuyết điểm ở đó. Và bất kỳ cái chuyện gì xảy ra, điều gì xảy ra thì chúng ta cũng phải hướng tâm trên Kasina đất, Patavi Kasina, thì nó sẽ chuyển đến cái bước tiếp theo. Đó gọi là Patipagganimitta. Trên bảng này là có một cái lỗi Patipangga. Patipagganimitta, đó là tợ tướng. Nó xuất hiện giống như là cái tấm gương. Như là cái màu sắc giống như vậy. Giống như là Kasina đất tự nhiên. Nó có thể rất là sáng. Và nó sẽ xuất hiện giống như là cái tấm gương, hay là nó giống như là bất kỳ cái hình tròn nào, giống như cái quạt, hay là cái vòng tròn, bất kỳ vòng tròn nào, bất kỳ cái màu nào, hay là bất kỳ cái hình dáng nào, không thành vấn đề. Và ngay cái lúc ban đầu, chúng ta có thể thấy như là cái tấm gương, nhưng mà sau đó thì nó sẽ trở thành không có hình dáng, tại vì chúng ta phải mở rộng từ gần tới xa, từ gần ra xa. Và Kasina nó sẽ bắt đầu, nó khác với Anapanasati, niệm hơi thở. Khi mà chúng ta niệm hơi thở, hành thiền niệm hơi thở, thì chúng ta chỉ hướng tâm, chú tâm trên niệm hơi thở, và chúng ta có thể thấy Nimitta. Và khi mà chúng ta có thể thấy Nimitta, thì Nimitta trở nên rất ổn định. Tí, chúng ta có thể hướng tâm trên Nimitta, và một cách tự nhiên, và chúng ta hướng tâm trên Nimitta như vậy. Chúng ta đừng có nghĩ về Anapana nữa, niệm hơi thở nữa. Và chúng ta không có dạy là để mở rộng hơi thở, Nimitta của hơi thở ra. Đức Phật cũng không có dạy là mở rộng Nimitta của hơi thở. Và mặc dù ở đây có nói, nếu mà chúng ta mở rộng hơi thở hay là thì chúng ta mở rộng, nó chỉ là mở rộng cái không khí. Nhưng mà trong cái trường hợp Kasina đất ở đây, khi mà Nimitta của chúng ta trở nên ổn định, thì chúng ta phải mở rộng Kasina đất từng chút một. Chúng ta phải mở rộng. Mở rộng từng chút một ở đây nghĩa rằng nếu mà chúng ta có thể mở rộng như là 1 inch, là 1 cm, 1 inch, 2 inch, và từ từ thì chúng ta có thể mở rộng ra rộng hơn và rộng hơn nữa tới vô biên, nghĩa là bất kỳ chỗ nào chúng ta thấy, chúng ta nhìn, chúng ta chỉ thấy cái chân đất, chúng ta không thấy bất kỳ chúng sanh nào, không hình dáng nào, hình dạng nào, chúng ta chỉ thấy đất, bất kỳ nơi nào chúng ta nhìn, chúng ta chỉ thấy là Kasina đất. Mà nếu mà chúng ta có thể mở rộng như vậy, thì chúng ta có thể hướng tâm trên giống như là chúng ta để cái đầu chúng ta ở trên tường, đúng không? Và cái điểm chính đây chúng ta mở rộng Kasina, thì chúng ta phải mở rộng Kasina. Điểm chính đây chúng ta phải mở rộng Kasina, cái sáng trở nên sáng hơn, quyết định trở nên mạnh hơn, và chúng ta hướng tâm trên một nơi. Và khi mà chúng ta có thể hướng tâm, chú tâm cái tốt đẹp, thì chúng ta có thể an chỉ vào, chúng ta có thể chuyển được jhana, hay chúng ta có thể chuyển được cần định. Và đó là ngay cái lúc ban đầu của thành thiền Kasina. Như chúng ta đã nói, đây là Kasina đất, Patavi Kasina. Và khi mà chúng ta có thể chứng được, hay khi mà chúng ta có thể chứng được, đạt được Patipanganimitta, thì khi chúng ta có thể chú tâm trên Patipanganimitta, tọa tướng, thì chúng ta có thể chứng được thiền. Patavi thì chúng ta có thể chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Và như chúng ta đã giải trong cái giải thích trong phần Anapanasati. Và đây là cái ngay lúc ban đầu, chính vì thế thầy sẽ giải thích một cách chi tiết hơn. Và cái tiếp theo, chúng ta có Abokasina, đó là Kasina nước. Và đấy, chúng ta chỉ có nói, thầy chỉ cho chúng ta thấy được cái cây hay là cái dòng sông nhỏ nhỏ ở đây.
Thực ra ở đây, nó có thể là bất kỳ cái nước nào, bất kỳ cái nước ở trong ở biển, trong bát, trong ly, hay trong chậu, hay là trong bồn tắm, bất kỳ nơi nào, nước ở bất kỳ nơi nào. Và nó phải là nước sạch. Như thầy đã nói, là bốn màu, bốn cái màu đó. Hầu hết là nước là trong suốt, nước trong suốt không sao. Nhưng nó không phải là trắng hay là đen, vàng hay là đỏ, cho nên tránh cái màu đó. Và như vậy, chúng ta phải dùng nước sạch. Có thể là trong, chúng ta mở mắt ra và chúng ta nhìn cái nước như thầy đã nói. Chúng ta mở mắt vừa phải thôi để nhìn, để thấy. Và như thầy đã nói, cái khoảng cách cũng vậy. Và tới khi mà tâm chúng ta có thể an chỉ cho nó, hướng tâm cho nó, chúng ta hướng tâm đến nước, nước, chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta hình dung ra, hình dung ra nước. Và ngay cái lúc ban đầu, thì cái cảnh đấy cũng chưa có ổn định. Như chúng ta đã kinh nghiệm trong những cái phương pháp thiền khác, đối tượng thiền khác, những cái đề mục thiền khác, thì ánh sáng chưa có ổn định, thì nó sẽ thay đổi lần này qua lần khác. Bất kỳ cái sự thay đổi nào, chúng ta đừng theo nó, chúng ta hãy giữ tâm trên Kasina nước. Và như khi chúng ta, như chúng ta đã nói ở Kasina đất thì cũng vậy, thì chỉ có ba loại nimitta, và đó là sự tiến bộ từ bước một. Bước đầu tiên đó là Parikrama nimitta, đó là chuẩn bị tướng, đó là nước tự nhiên. Như chúng ta thấy vào mắt ta chúng ta như thế nào, thì khi chúng ta nhắm mắt lại chúng ta thấy cũng như vậy, thì đó gọi là Parikrama nimitta, chuẩn bị tướng. Và điều đó nghĩa rằng khi chúng ta nhắm mắt hay mở mắt để chúng ta thấy giống nhau. Và tiếp theo Ukkha nimitta, học tướng, đó là nó có cái sự xuất hiện của sự chuyển động, nghĩa là nó chưa ổn định, nghĩa là nó vẫn di chuyển, lúc này của lúc khác thì nó di chuyển. Và đó, lúc đó thì chúng ta đừng hướng tâm tới cái sự chuyển động. Nếu chúng ta nghĩ đến cái sự chuyển động, cái sự cái dòng chảy của nước hay là cái sự chảy dính, thì nó không phải là Kasina nước, mà nó sẽ là chuyển sang tứ đại mất rồi. Thì chúng ta đừng hướng tâm lên Kasina nước, à đừng hướng tâm trên các đặc tính, chúng ta chỉ nghĩ về Kasina nước, cái đối tượng đề mục là Kasina nước. Và Patibhanga nimitta, đó là cái lỗi sai, thầy viết đánh máy sai. Thì Patibhanga, chữ H kia là chuyển thành chữ I. Patibhanga nimitta thì nó xuất hiện giống như là cái quạt bằng pha lê, cái quạt bằng pha lê trên hư không, hay là giống như tấm gương. Đó là tạo tướng. Và chúng ta có thể thấy là giống như là cái quạt ở trên bằng pha lê, nghĩa là pha lê thì trong suốt, chúng ta hướng tâm trên trên nó. Như chúng ta đã kinh nghiệm ở trong những cái kasina khác, thì chúng ta có thể chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Đó là kasina nước. Và tiếp theo, chúng ta cũng có cái tiếp theo, kasina lửa. Và khi mà chúng ta thực hành kasina lửa, thì chúng ta phải cố gắng để thấy cái ngọn lửa tự nhiên. Chúng ta đừng nghĩ về khói, chúng ta đừng có nghĩ về cái than, đừng nghĩ về cái tro, hay là chúng ta đừng có nghĩ về cái gỗ, cái củi lửa. Chúng ta chỉ thấy cái ngọn lửa thôi. Nếu mà chúng ta có thể thấy cái ngọn lửa, hay là chúng ta có thể dùng cái vòng tròn để thấy cái ngọn lửa xuyên qua cái vòng tròn đó, thì sẽ tốt hơn. Và khi mà chúng ta thực hành giống như cái kasina trước, như thầy đã giải thích trong kasina trước, ngay cái lúc ban đầu, thì chúng ta mở mắt ra, chúng ta nhìn, nhìn ngọn lửa. Và nếu mà chúng ta có thể nhìn lâu thì mắt của chúng ta trở nên mệt, tại vì nó quá là sáng. Và như vậy, nếu mà chúng ta có thể thấy một cách bình thường, thì chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta có thể hướng tâm cho nó một cách dễ dàng được. Và kasina lửa sẽ dễ hơn để hình dung, bởi vì nó quá là mạnh, nó quá là sáng. Như khi mà chúng ta có thể thấy những ánh sáng, thì nó sẽ, cái ánh sáng nó sẽ đọng lại ở trong mắt của chúng ta. Thì như vậy, khi mà chúng ta thực hành kasina lửa, chúng ta cố gắng để thấy cái ngọn lửa, thì đó là cái điểm chính.
Và khi mà bây giờ chúng ta thấy ở ngọn lửa ở đây, đó là ngọn lửa lúc nào nó cũng phập phồng, lúc nào nó cũng di chuyển. Thì như vậy, về sau thì chúng ta có thể thấy cái nimitta. Thì có sự khác biệt ở đây. Như thầy đã nói về casino, ở những casino trước, Parikrama nimitta, chuẩn bị tướng đó là cái ngọn lửa tự nhiên. Như chúng ta thấy thế nào? Ngọn lửa như thế nào? Khi mà chúng ta mở mắt, thì khi chúng ta nhắm mắt lại, thì chúng ta cũng thấy giống như vậy. Điều đó nghĩa rằng, mặc dù chúng ta thấy một mở mắt, chúng ta thấy hay nhắm mắt, mở mắt hay nhắm mắt chúng ta đều thấy giống nhau. Chúng ta cũng thấy như vậy, thì không có sự khác biệt như vậy. Thì đó gọi là Parikrama nimitta, hay là chuẩn bị tướng. Và Ukha nimitta, đó là học tướng, như là thu nhỏ lại, giống như là cái ngọn lửa nó tách ra. Chúng ta có thể thấy một cái dễ dàng. Và như vậy, nó vẫn chưa có ổn định. Thì Ukha nimitta nó là học tướng thì vẫn chưa có ổn định. Và về sau, khi mà nó đổi sang Patimokkha nimitta, đó là tờ tướng, thì nó xuất hiện giống như là đứng yên, bất động, hay là giống như miếng vải đỏ nằm ở trên hư không vậy. Và thực ra đấy, nó giống màu hơi hồng vàng. Chúng ta thấy cái ngọn lửa giống như hơi màu vàng hay là màu đỏ. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng để thấy một cách tự nhiên. Và nếu mà chúng ta có thể thấy được Patimokkha nimitta, tọa tướng, khi mà nó ổn định thì chúng ta có thể hướng tâm trên nó. Giữ tâm trên nó, chúng ta có thể duy trì tâm của chúng ta, có thể an chỉ trên nó, thì chúng ta có thể chứng được jhana, chứng thiền. Như chúng ta đã nói từ trước, thì chúng ta có thể chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Đó là casino lửa. Và chúng ta có vayo casino hay là casino gió. Rất là nhiều người hỏi rằng, như chúng ta có khả năng để thấy gió hay không? Có thấy không khí được không? Chúng ta có khả năng thấy gió hay thấy không khí được không? Có nhiều người hỏi. Chúng ta có một số cái giải thích ở đây. Khi mà chúng ta thực hành casino nước, casino gió, thì khi mà chúng ta thực hành casino nước, thì chúng ta dạy thiền sinh là để thấy những cành cây nó di chuyển, nó gió nó thổi, hay là thấy những cây cỏ đang di chuyển, nó thổi bởi gió nó thổi. Và sau khi thấy lâu rồi, thì chúng ta có thể thấy gió thổi. Thì như lúc ban đầu khi mà chúng ta thấy nó. Thì bất kỳ sự xuất hiện nào chúng ta thấy, thì nó có thể giống như là cái khói bốc lên, hay hơi nước bốc lên vào mắt của chúng ta. Thì lúc đó chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta hình dung ra. Thì tương tự như vậy, giống như những casino khác. Và khi mà chúng ta thực hành casino trước, giống như casino lửa, thì nó có một số cái khiếm khuyết, giống như là lửa hay là than, vân vân. Và trong cái trường hợp của casino gió, thì nó đó cái sự di chuyển ở đây thôi. Cái khiếm khuyết của nó là cái sự di chuyển động. Và khi mà chúng ta nói về Parikrama nimitta, là chuẩn bị tướng, nó chỉ giống như là gió tự nhiên. Nó giống như là khói hay là giống như là hơi nước, nước nóng. Thì tương tự như vậy, chúng ta chú tâm đến nó thì ok. Và tiếp theo, đó là Ukkaha nimitta, thì nó xuất hiện giống như chuyển động, giống như là hơi nóng bốc lên từ nồi cháo. Khi mà chúng ta mở cái nồi cháo lên, cái nồi cháo nóng á, cái nồi cháo nóng, thì khi chúng ta mở cái nồi cháo, thì cái hơi nó bốc lên, thì nó giống như vậy, tương tự như vậy. Thì nó lúc đó nó không có sáng lắm. Thì Parikrama nimitta thì chưa có sáng. Nhưng mà về sau, và Ukkaha nimitta thì chưa có sáng, và sau đến Patimokkha nimitta thì ánh sáng rất là ổn định và bất động và rất là sáng. Patimokkha nimitta, đó là tọa tướng. Khi chúng ta hướng tâm trên tọa tướng, thì
chúng ta có thể chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, và chúng ta có thể hướng tâm cho nó, chúng ta có thể an chỉ cho nó một cách tốt đẹp. Và đó là Vayokasina, Kasina gió. Và như vậy chúng ta đã nói về Kasina đất, Kasina nước, Kasina lửa và Kasina gió. Và đó, bốn cái này thì rất là đơn giản. Bởi vì chúng ta có thể đi mà thấy chúng ta có thể thấy bên ngoài. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hành một cách thực tế thì nó sẽ khó cho chúng ta để hình dung. Nhưng mà nếu mà chúng ta có thể cố gắng một cách cố gắng thì chúng ta có thể thấy được Nimitta. Và chúng ta cũng chuyển đến cái tiếp theo. Nilakasina, Kasina. Nilakasina, Kasina đen là nghĩa gì? Đó là Kasina đen. Nilakasina. Nếu thầy không nhầm, thì cái bản dịch của tiếng Trung Quốc đó là họ dịch Nila là màu xanh. Bản dịch của tiếng Trung Quốc. Lần này có lần khác thì một số thiền sinh hỏi thầy là Pante, nghĩa là Kasina là Kasina đen hay là Kasina xanh? Và họ nói rằng trong bản dịch của họ đó là Kasina xanh. Nhưng bất kỳ khi nào thầy nói thì nói không phải, nó không phải là Kasina xanh, nó là Kasina đen. Bây giờ thầy nói về từ Pali, Nila. Nila thì có thể Pali nó là màu xanh hay là màu đen. Nhưng mà thực tế có một cái sự giải thích. Khi mà chúng ta thực hành Kasina đen thì chúng ta sẽ lấy tóc của chúng ta làm đối tượng. Và Đức Phật là sinh ra ở châu Á, và tất cả người châu Á đều có tóc đen. Thì chính vì thế khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta phải lấy tóc của chúng ta là đối tượng. Thì chính vì thế nó là màu đen. Thì đó từ trong thân của chúng ta. Và bên ngoài ấy, thì chúng ta có thể lấy bất kỳ cái màu nào, bất kỳ màu đen nào làm đối tượng. Ví dụ như là hoa màu đen, hay là vải màu đen, hay là bất kỳ cái màu đen nào. Và chúng ta cũng có thể thấy lấy giấy màu đen, vòng tròn giấy màu đen, như thầy đã nói, là cái chiều đường kính của nó là một gang tay và bốn lóng tay, hay là một feet. Chúng ta để trên tường, ngồi hai hắc tay và một gang tay xa, và chúng ta mở mắt vừa phải, chúng ta nhìn và chúng ta hình dung ra một cách bình thường. Và khi mà nó trở nên Nimitta, trở thành Nimitta, thì nó giống như là cái bản gốc của nó, đó là cái màu đen của hoa, của những bông hoa, vải hay bất kỳ thứ gì. Thì và hình dáng là cái hình dáng tự nhiên của nó, hình dáng gốc của nó. Nó phụ thuộc vào cái đối tượng, cái đề mục mà chúng ta lấy. Nếu chúng ta lấy cái hoa, màu đen của hoa thì Parikama đây nó sẽ là màu đen. Và nếu chúng ta lấy vải màu đen thì màu đen đây sẽ là màu tự nhiên của vải màu đen. Thì đó gọi là Parikama Nimitta hay là chuẩn bị tướng. Và tiếp theo, Okha Nimitta đó là học tướng đây thì nó xuất hiện với những khuyết điểm. Như là nó không được mịn lắm và nó có thể là rất là nhiều cái màu khác nhau. Có những cái màu khác nhau trộn lẫn. Ví dụ như là khi mà chúng ta lấy cái hoa, bông hoa làm đối tượng, màu của màu hoa thì có thể chúng ta thấy là cái cuống của hoa hay là những cái lá hoa vân vân. Thì nếu mà chúng ta có thể lấy cái vải thì có thể cái chỉ khiếm khuyết đây là những cái chỉ của vải hay là những cái ranh giới nào đó có những cái vết nào, vết chỉ nào trên đó. Nếu chúng ta lấy cái giấy nào trên đó thì chúng ta thấy là cái dòng kẻ trên giấy. Thì bất kỳ thứ nào thì bất kỳ thứ gì thì đó nó là những cái khiếm khuyết của Kasina. Thì đó gọi là Ukha Nimitta, đó là học tướng. Và tiếp theo Patibhanga Nimitta, đó là tợ tướng. Nó xuất hiện giống như là cái quạt pha lê ở trên hư không. Và lúc trước khi mà chúng ta đã nói về cái quạt bằng pha lê ở trong Kasina nước ở đây. Và ở đây tiếp theo chúng ta lại có quạt pha lê ở trên hư không. Thì cái đó giống như là trong suốt, như là cái pha lê trong suốt, nhưng mà ở đây là màu đen. Đen nhưng mà đen trong suốt. Pha lê nhưng mà đen, đen mà lại trong suốt.
tí, nó phải là màu đen, hay là có thể là hơi màu nâu. Và nếu khi mà chúng ta thực hành kasana đen, thì nó phải là màu đen. Và khi mà nimitta trở nên rất là ổn định, khi tâm của chúng ta có thể an trì vào nó, thì chúng ta có thể chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Đó là cái đầu tiên trong kasana màu. Và tiếp theo, pitta, kasana vàng. Và chúng ta có một số những cái lời dạy và cho với những thiền sinh đã hành 32 thể trược, thì họ có thể dùng cái mỡ làm đối tượng để thực hành thiền kasana vàng. Họ có thể lấy nước tiểu của họ để thực hành thành thiền kasana vàng. Và cái màu của nước tiểu có thể nói đó là màu vàng, pitta. Và màu của mỡ cũng thể làm màu của kasina vàng, của pitta kasina. Và chúng ta cũng có thể lấy bất kỳ cái màu vàng của hoa nào, của bông hoa, màu vàng của vải vóc, màu vàng của giấy hay vân vân, hay có thể là bằng cái túi ni lông, màu vàng túi ni lông vân vân, bất kỳ thứ gì. Khi mà chúng ta thực hành hình dung, chúng ta có thể thực hành giống như là cái lúc ban đầu thầy đã giảng. Chúng ta có thể thấy nó như thế nào bằng mắt của chúng ta, mà mắt vừa phải, sau đó nhắm mắt lại, chúng ta hình dung ra. Và sau đó, ở đó, từ từ nó có sự tiến bộ, những cái cấp độ khác nhau của nimitta. Cái đầu tiên là đấy, đó là parikrama nimitta, chuẩn bị tướng. Nó giống như là cái màu tự nhiên, màu vàng của tự nhiên, của hoa, của vải vóc, của giấy hay vân vân. Như thầy đã nói trong cái phần kasina đen cũng vậy. Nó phụ thuộc vào cái gì chúng ta lấy đối tượng là cái gì. Và chúng ta có ukkha nimitta, đó là học tướng, nó xuất hiện với những cái khuyết điểm. Như thầy cũng đã nói lúc trước, ví dụ như hoa màu vàng, thì nó lại có những cái cành hoa, có những hay là có những cái nhánh hoa, hay là có những cái hay vân vân. Tất cả những cái đó thì đều nói là về những khiếm khuyết của khuyết điểm. Chứ nó không có hoàn toàn thuần vàng, thì nó có thể có những cái màu khác nữa, màu khác trộn vào nó, ở trong nó nữa. Và tiếp theo, Patibhanga nimitta đấy, đó là tờ tướng, nó giống như là cái quạt pha lê nằm trên hư không, thì nó có thể nó sẽ là màu vàng trong suốt như pha lê. Khi mà chúng ta có thể hướng tâm trên nó, như lúc trước chúng ta đã nói, thì chúng ta có thể chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Và tiếp theo là Lohita. Lohita là đấy, là kasina đỏ. Và chúng ta cũng có dạy về tiền sinh là những người mà đã thực hành 32 thể trược hay 32 thân phần, thì lấy màu của máu làm đối tượng. Và có một số thiền sinh họ có cái môi rất là đỏ chẳng hạn, đúng không? Cái môi của họ rất là đỏ, thì họ có thể lấy đó làm đối tượng được. Và nó phụ thuộc, hay lưỡi của họ đỏ, họ cũng có thể làm đấy làm đối tượng, phụ thuộc vào cái cảnh chúng ta lấy đối tượng, thì có thể bất kỳ cái màu nào, hay là bất kỳ, có thể là bất kỳ cái màu đỏ nào, màu đỏ của hoa, của bông hoa, của vải vóc, hay của giấy, hay của túi ni lông, vân vân. Chúng ta có thể lấy đối tượng tự nhiên như vậy, là cái màu đỏ. Và parikrama nimitta, chuẩn bị tướng ở đây, đó là màu đỏ của bông hoa, vải vóc, giấy hay vân vân. Nó phụ thuộc vào những cái đề mục, cái đối tượng gốc chúng ta thực hành. Và ukkha nimitta, học tướng, thì nó xuất hiện có những khiếm khuyết ở đây, khuyết điểm ở đây. Như thầy đã nói, nó phụ thuộc vào những cái chúng ta lấy vải làm đối tượng, và vải vóc làm đối tượng, màu của vải vóc đó, thì cái đường chỉ, hay là chúng ta lấy giấy làm đối tượng, màu của giấy, thì chúng ta thấy cái đường kẻ của giấy chẳng hạn, thì đó là những khiếm khuyết. Và tiếp theo, khi mà chúng ta có cái cuối cùng ở đây, Patibhanga nimitta, tí nó xuất hiện, tờ tướng này giống như là cái quạt pha lê ở trên hư không, cái quạt pha lê ở trên hư không, trong suốt. Thì nó phải sáng, và chúng ta có thể hướng tới trên nó. Nếu chúng ta có thể duy trì một cái tốt đẹp lâu dài, và chúng ta có thể an chỉ trên nó, thì chúng ta sẽ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền.
và đến cái casino màu cuối cùng. Trong những casino màu thì Odata, Odata ở đấy là cái casino trắng. Và như vậy, nó có thể là bất kỳ cái màu nào, màu trắng nào. Như chúng ta đã nói về casino màu trước, thì Parikrama Nimitta, chuẩn bị tướng thì giống như là màu trắng của bông hoa, vải vóc, giấy, vân vân. Và chúng ta cũng có dạy, ở đây thầy có dạy thiền sinh, những người mà đã thực hành 32 thân phận, ví dụ như là răng, xương, lấy đó làm đối tượng, màu trắng, lấy màu trắng và xương, hay là bộ xương là màu trắng, thì chúng ta có thể thực hành casino trắng. Và chúng ta có thể chuyển được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền như vậy. Và thực ra ở đây khi mà trong lời dạy của chúng ta, đặc biệt là Bob Toya, thì có thể dạy như cái màu của cái màu trắng của cái đầu ở cái xương sọ của người ngồi của người khác. Chúng ta hình dung và chúng ta có thể phát triển casino trắng. Và tiếp theo, Ukha Nimitta, học tướng xuất hiện với một số khiếm khuyết, giống như vậy. Và Patipanga Nimitta tạo tướng là xuất hiện giống như cái quạt pha lê trên nước không, chỉ có màu sắc là khác nhau. Tí, còn những cái xuất hiện của nó cũng tương tự. Và tương tự như vậy, chúng ta có 4 casino màu như vậy. Và sau đó, chúng ta có Aloka Casino, đó là casino ánh sáng. Ở đây thầy có dùng ánh sáng mặt trời ở đây, như là hướng tới. Đây cái ánh sáng mặt trời đây, đó là ảnh của Voltaire. Thầy không biết là ai chụp bức tấm hình này, nhưng mà thực ra đấy, nếu mà chúng ta hướng tới cái mặt trời á, thì nó quá sáng, nhìn mặt trời thì quá sáng, và nó làm cho mắt của chúng ta mệt. Thì chính vì thế, thầy dạy mọi người là đừng có nhìn trực tiếp đối diện với mặt trời. Và như vậy, chúng ta đừng có hướng mặt tới mặt trời, nhìn mặt trời, mà chúng ta nhìn ánh sáng, hay là cái tia sáng qua cửa sổ, hay là qua những cái lá, hay qua những cái cành cây, thì có những cái tia sáng vào mắt chúng ta có thể nhìn một cách tự nhiên. Thì chúng ta có thể lấy ánh sáng làm đối tượng. Và tiếp theo, Parikrama Nimitta chuẩn bị tướng, đó là cái ánh sáng qua cái lỗ trên tường hay là cái lỗ khóa, nó phụ thuộc vào những cái mà chúng ta lấy làm đối tượng. Nếu mà chúng ta lấy cái ánh sáng mà xuyên qua cái cửa sổ hay là qua những cái lỗ trên tường, thì qua đó thì ánh sáng đó là ánh sáng qua những cái lỗ đó. Thì Ukha Nimitta học tướng là xuất hiện giống như cái vòng tròn mà chúng ta liệng lên trên tường hay là dưới đất. Ví dụ, nếu mà chúng ta dùng cái vòng tròn để thấy cái ánh sáng, và khi chúng ta mở cái cửa sổ để cái vòng tròn ở đó, thì cái ánh sáng đi xuyên qua nó, đi xuyên qua cái vòng tròn đó, thì như vậy chúng ta có thể thấy cái vòng tròn là để trên ở dưới mặt đất giống như vậy. Thì đó là Ukha Nimitta, thì đó là cái ánh sáng. Và tiếp theo Patipanga Nimitta tựa tướng. Patipanga Nimitta đó là ánh sáng. Tựa tướng thì nó giống như là một khối ánh sáng dày đặc, nó hoàn toàn sáng. Và nếu mà chúng ta có thể hướng tâm trên cái ánh sáng này, Patipanga Nimitta tựa tướng này, thì chúng ta an chỉ cho nó, chúng ta có thể chứng được thiền tới tứ thiền. Và Akasa đó là casino hư không. Trong 10 casino hư không ở đây, chúng ta có thể dùng bất kỳ cái vòng tròn nào để thấy được cái hư không. Chúng ta không được nghĩ về cái màu của cái hư không. Chúng ta chỉ thấy được cái khoảng không hay hư không trong đó thôi. Chúng ta lấy hư không làm đối tượng, chúng ta phải thực hành. Và như vậy, khi mà chúng ta có thể thấy Parikrama Nimitta chuẩn bị tướng, đó là cái lỗ ở trên tường hay lỗ khóa, thì lúc trước là chúng ta chỉ thấy cái ánh sáng thôi. Và trong Aloka Casino,
Thì ở đây cái Akasa chúng ta thấy cái lỗ khóa chúng ta không để được cái ánh sáng. Và như vậy tiếp theo, Ukkhanimitta ở đấy, học tướng ở đấy, nó giống như là cái lỗ mà chúng ta thấy cùng lỗ với cái tường hay vân vân. Ở đây thầy chỉ có dùng là cái đế bát mà chúng ta thấy được cái khoảng không cùng với cái đế bát, thì đó gọi là Ukkhanimitta. Và tiếp theo Paripagnanimitta tọa tướng là xuất hiện giống như cái vòng tròn của hư không. Và ngay cái lúc ban đầu thì có thể là cái vòng tròn nhỏ và có thể là nó sáng. Và từ từ, nếu mà chúng ta có thể làm cho nó ổn định như chúng ta đã nói ngay lúc ban đầu của casino đất, thì chúng ta có thể mở rộng casino. Điều đó nghĩa rằng tất cả 10 casino, nếu mà chúng ta có thể thấy casino Patibanganimita tọa tướng, thì chúng ta phải mở rộng cái tọa tướng này từ gần tới xa, từ gần ra xa và từ từ. Khi mà chúng ta khi nó ổn định và cái nimitta khi nào nó ổn định thì chúng ta lại mở rộng nó ra, mở rộng tướng casino ra. Và khi mà cái nimitta nó trở nên lay động hay là không ổn định hay là mờ đi thì chúng ta phải ngừng mở rộng tướng casino. Và khi mà nimitta trở nên ổn định thì chúng ta lại mở rộng tướng casino. Thì đó là cái sự thực hành có hệ thống của 10 casino. Và dựa trên 9 casino thì chúng ta có thể thực hành thiền vô sắc, các tầng thiền vô sắc, và chúng ta gọi đó là Arupa Jhana. Và các tầng thiền vô sắc thì một số người họ hỏi rằng tại sao chúng ta không thực hành thiền vô sắc từ bắt đầu là từ thiền hơi thở. Khi mà chúng ta thực hành thiền vô sắc, chúng ta phải loại bỏ một trong 9 casino từ cái cuối cùng, từ cái akasa không, là chúng ta không thể loại bỏ hư không từ hư không được. Và tại vì chúng ta đã thực hành hư không mà chúng ta loại bỏ hư không nữa thì nó sẽ không thể làm như thế được. Nên chúng ta đừng làm tâm chúng ta bận rộn, nó phải làm tâm của chúng ta trở nên đơn giản. Và bây giờ các tầng thiền vô sắc, chúng ta đã có thể biết các tầng thiền vô sắc, chúng ta gọi là Arupa Jhana. Như thầy đã nói, dựa trên Kasana tứ thiền thì chúng ta có thể thực hành thiền vô sắc. Làm thế nào? Cái đầu tiên là chúng ta nhập vào một trong cái Kasana tới tứ thiền để làm nền tảng. Sau đó chúng ta xuất ra khỏi tứ thiền và phân biệt các thiền trì. Đó là cái bước đầu tiên. Và nếu mà không chứng casino tứ thiền của casino, giống như là casino đất, tứ thiền casino đất, ví dụ như vậy. Đầu tiên thì chúng ta phải nhập vào tứ thiền casino đất và chúng ta xuất khỏi tứ thiền casino đất và chúng ta quan sát phân biệt các thiền trì. Đó là cách mà chúng ta cũng phải thực hành. Và tiếp theo, chúng ta phải quán tưởng cái khiếm khuyết của cái sắc thân này. Cái khiếm khuyết của cái sắc thân này là gì? Chúng ta có thể thấy là cái điểm yếu của cái thân vật lý này. Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Ở đây, chúng ta thấy là thiền vô sắc. Nếu mà chúng ta thích cái sắc quá, chúng ta không thể chứng được thiền vô sắc. Chính vì thế, chúng ta phải biết cái điểm yếu của sắc thân này, sắc thân vật lý này, để chúng ta không dính mắc vào nó. Thế là cái lỗi của cái sắc thân này là gì? Khiếm khuyết của sắc thân này là gì? Để chúng ta hiểu cách dễ dàng. Bởi vì cái thân này, chúng ta thấy đau. Chúng ta phải ăn, chúng ta phải ngủ, chúng ta phải nghỉ ngơi, chúng ta phải tắm. Đó, chúng ta thấy là như vậy. Chỉ có bằng tâm thôi. Nếu chúng ta chỉ có tâm thôi, mà không có thân, không có sắc, chúng ta không có bận rộn, không cần phải bận rộn. Đúng không? Thì đó là để chúng ta hiểu cái dễ dàng. Và khi mà chúng ta quán tưởng cái điểm yếu của cái thiền sắc giới, so we have to
Nghĩa là chúng ta phải cái quán tưởng, cái điểm điểm yếu, khiếm khuyết của cái sắc thân này, thì chúng ta cần phải biết. Đó là cái này là bắt đầu từ tinh cha và trứng của mẹ. Nó cũng rất là bất tịnh. Và chính vì vậy, chính cái thân này, chúng ta có rất là nhiều cái cãi nhau, đánh nhau, rồi bị tra tấn bằng gậy, bằng đá, bằng vũ khí, và rất là nhiều cách mà họ tra tấn. Thì chính vì thế, cái thân vật lý này thì chúng ta cũng có bệnh. Bệnh mắt, tai, mũi, rất là nhiều cái bệnh thời hiện đại. Bây giờ chúng ta thấy đó, xung quanh cái môi trường sống của chúng ta là đó là COVID-19. Họ rất là khổ COVID-19. Chính vì cái thân này mà chúng ta phải khổ. Nếu chúng ta không có cái thân này, chúng ta sẽ không phải khổ. Thì đó là cái đầu tiên chúng ta phải quán tưởng. Và đó là cái bước thứ hai. Chúng ta phải quán tưởng cái điểm yếu hay cái yếu điểm của cái sắc thân vật lý này. Và như vậy thì chúng ta sẽ có ít cái dính mắc vào cái sắc thân này. Và tiếp theo, chúng ta nhập lại vô tứ thiền như trước. Và điều đáng nghĩ rằng nếu mà chúng ta lấy Kasina đất tứ thiền làm nền tảng, thì chúng ta phải nhập lại vào Kasina đất tứ thiền. Và chúng ta xuất khỏi Kasina tứ thiền và quán tưởng cái điểm yếu của thiền sắc giới. Cái điểm yếu của thiền sắc giới là gì? Thiền sắc giới ở đây sẽ lấy, bây giờ ví dụ như thầy nói ở đây, nghĩa là cái nền tảng là Kasina đất ở đây. Và cái Kasina sắc giới ở đây sẽ lấy đề mục đất làm đối tượng. Nghĩa là cái mà chúng ta không có thích thú nữa. Có nhiều điểm yếu ở đây. Và cái tiếp theo nữa, đó là cái thiền này, jhana này. Cả lá cũng rất là gần với cái sukha, gần với cái kẻ thù, đó là sukha, đó là lạc. Khi mà chúng ta chứng được tứ thiền, thì chúng ta có xả, chúng ta đã loại bỏ được hỷ. Và nếu mà chúng ta không có thể duy trì được tứ thiền, thì chúng ta sẽ phải quay trở lại. Và chúng ta sẽ rớt xuống tứ thiền, tam thiền với lạc. Thì đó là một cái điểm yếu. Và tiếp theo là cái này không có đủ mạnh, giống như là thiền vô sắc. Không có mạnh, không có an tịnh như thiền vô sắc. Chúng ta phải quán tưởng như vậy. Và tiếp theo, chúng ta phải thấy được, quán tưởng cái bản chất tự nhiên an tịnh hơn của thiền vô sắc. Và đương nhiên thiền vô sắc so với thiền sắc giới thì thiền sắc giới rất là thô, và thiền vô sắc là cao hơn, tốt hơn, mạnh hơn, sâu hơn. Và sau đó chúng ta phải mở rộng Kasina Nimitta càng rộng được càng tốt, và thay thế nó bằng hư không. Ví dụ khi mà chúng ta thực hành Kasina đất tới tứ thiền và chúng ta quán tưởng và thấy cái thân này, và chúng ta nhập lại tứ thiền, quan sát cái điểm yếu của thiền vô sắc, thấy được cái sự lợi ích của thiền vô sắc, và chúng ta mở rộng, và chúng ta thấy được hư không trong nó. Nếu chúng ta có thể mở rộng hư không và nó rộng hơn cái Kasina đất, thì chúng ta thay thế hư không, Kasina hư không vào Kasina đất. Và sau khi mà thay thế, thì chúng ta hướng tâm tới không vô biên. Chúng ta phải mở rộng hư không, và chúng ta phải hướng tới không vô biên. Thế nào khác biệt giữa Kasina hư không và không vô biên xứ ở đây? Và ngay cái ban đầu như thầy đã nói, nó hơi tương tự, nhưng mà cái đối tượng của nó là khác nhau. Khi mà chúng ta thực hành Kasina hư không, thì chúng ta phải hướng tâm trên cái, sau khi mở rộng rồi, chúng ta hướng tâm lấy cái hư không nhỏ nhỏ nhỏ, chứ không phải là hư không lớn rộng. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hành
là không vô biên xứ, thì chúng ta phải hướng tâm tới không vô biên, không giới hạn. Như là hư không rất là rộng, không giới hạn, thì đó là sự khác biệt. Và như vậy, và đầu tiên ở đây đó là không vô biên xứ, như Thầy đã nói. Và như vậy, không vô biên xứ ở đây sẽ lấy hư không, vô, như là không là vô biên, không giới hạn, và cái khoảng không rất là rộng. Nếu mà chúng ta có định rất là mạnh thì chúng ta có thể duy trì hướng tâm tới nó. Và như vậy, thì cái gì? Cái bước tiếp theo, cái giai đoạn tiếp theo là gì? Tầng tiền tiếp theo là gì? Đó là thức vô biên xứ, thức vô biên. Thế cái đề mục đối tượng của thức vô biên là gì? Đối tượng của thức vô biên là không vô biên xứ. Jhana, lấy jhana làm đối tượng. Và tầng tiền giai đoạn đầu tiên, không vô biên xứ sẽ lấy không vô biên làm đối tượng, và thức vô biên xứ đấy sẽ lấy cái tâm, cái sự chứng jhana của cái tâm jhana của không vô biên xứ làm đối tượng của tầng tiền đầu tiên, làm đối tượng. Và cái tiếp theo là vô sở hữu xứ. Và đây nhiều người họ cũng hiểu đó là vô sở hữu ở đây nghĩa là chúng ta không có bất kỳ đối tượng nào, chúng ta không biết cái gì, đó là vô sở hữu xứ. Nhiều người hiểu sai như vậy, nhưng thực ra cái đó không phải. Và vô sở hữu xứ ở đây đó là cái sự vắng mặt của không vô biên xứ, cái jhana đầu tiên, tầng tiền đầu tiên. Khi mà chúng ta nhập vào tầng tiền thứ hai, thức vô biên xứ, thì cái tầng tiền thứ nhất đã biến mất, như là cái sự vắng mặt của không vô biên xứ, thì đó gọi là vô sở hữu xứ. Và như vậy chúng ta phải hướng tới vô sở hữu xứ và lấy cái sự vắng mặt của không vô biên xứ làm đối tượng. Và tiếp theo, cái cuối cùng đó là phi tưởng xứ. Thế đối tượng của phi tưởng xứ là gì? Ở đây Thầy giải thích rằng về cái phi tưởng xứ ở đây, nghĩa là cái tưởng đây rất là vi tế. Chính vì thế chúng ta không thể nói đó là tưởng, nhưng mà chúng ta cũng không thể nói là nó không có tưởng ở đây, tại vì nó có tưởng nhưng mà nó rất là vi tế. Chính vì thế nó gọi là phi tưởng và phi tưởng xứ, nghĩa rằng cái tưởng rất là vi tế ở trong chân á. Lấy cái đối tượng nào làm thì nó, nghĩa là cái sự an tịnh của cái vô sở hữu xứ, tâm tiền vô sở hữu xứ, nghĩa là sự an tịnh của vô sở hữu xứ, đó là nó sẽ là cái đối tượng của phi tưởng phi vi tưởng xứ. Và ở đây trong tâm tiền vô sắc ở đây chúng ta có những cảnh khác nhau, đối tượng khác nhau, và từ từ chúng ta có thể hiểu được không vô biên xứ, tâm không vô biên xứ ở đây, không vô biên xứ ở đây thì sẽ lấy là không vô biên làm đối tượng, hay là không hoặc không, hư không rất là rộng, và thức vô biên xứ thì sẽ lấy tâm thiền không vô biên làm đối tượng, và vô sở hữu xứ thì sẽ lấy cái sự vắng mặt của không vô biên xứ làm đối tượng, và phi tưởng phi vi tưởng xứ thì sẽ lấy cái sự an tịnh của vô sở tâm thiền vô sở hữu xứ, thì đó là phi tưởng phi vi tưởng xứ. Và dựa trên kasina đất, kasina nước, kasina nước lửa, kasina gió, kasina đen, kasina vàng, kasina đỏ và kasina trắng và kasina ánh sáng, thì dựa trên tất cả 9 cái kasina này chúng ta có thể thực hành thiền vô sắc. Và hôm nay chúng ta đã nói về 10 kasina và tới 4 tầng thiền vô sắc. Và như vậy, mong tất cả chúng ta có đủ khả năng thực hành lời dạy của Đức Phật, và mong tất cả chúng ta có đủ khả năng chứng ngộ định cao và trí tuệ cao, và mong tất cả chúng ta có thể kết thúc khổ đau, và mong tất cả sống bản tốt, và mong cái năng lượng, cái sức mạnh của 3 sự thực hành. Và xin cảm ơn Thầy. Sadhu. Read the questions. Bây giờ chú sẽ đọc cái câu hỏi là gửi bởi cái người học, sau đó thì chúng ta sẽ hỏi trực tiếp từ trong Zoom.
Bây giờ thầy không bật điện đúng không? Tại vì thầy bật điện lên thì có rất là nhiều côn trùng bay vô, nên thầy sẽ tắt điện. Chúng ta có thể nghe được thầy nói. Đó là câu hỏi đầu tiên. Như là phụ thuộc vào rupa và rupa sắc. Mano dhatu và mano vijnana dhatu có thể sanh khởi thì nó là nisaya paccayo ý chỉ y duyên. Thì câu hỏi đây thế là mano dhatu là gì và mano vijnana dhatu là gì? Như là đại mano dhatu sự giới mano dhatu mano vijnana dhatu. Thì câu hỏi đấy nghĩa rằng mano dhatu nghĩa là ý giới và ý thức giới, thì đó là samadhijana. Đấy, samadhijana đó là thì đó là mano dhatu. Mano vijnana dhatu là ý thức giới. Ý thức giới ở đây, ý thức giới ở đây là gì? Đó là trừ. Chúng ta có thể nhớ rằng tâm nhận thức đúng không? Tâm nhận thức này, tâm nhĩ thức này, tâm tỷ thức, thiệt thức và tâm thân thức. Thì trừ. Trừ đi cái ý giới. Thì đó là ý thức giới. Mano vijnana dhatu. Còn cái tiếp theo nữa, thì những cái mà tâm sở đồng sanh như là gì? Như là đó chính là tâm sở đồng sanh, đó là chúng ta gọi là chetasika. Thì tất cả những cái tâm thì nó sanh cùng khởi cùng và sanh khởi cùng với những tâm sở chetasika. Chính vì thế chúng ta nói đó là tâm sở đồng sanh hay là những cái pháp đồng sanh. Đó là nghĩa của nó, chúng ta phải hiểu ý giới và ý thức giới đó, mano dhatu và mano vijnana dhatu. Và có một câu hỏi nữa. So this question related to in and out. I suppose it is related to in and out breath. Như là câu hỏi này liên quan tới hơi thở vô, hơi thở ra. Directional concept. Như là vô và ra đây cũng là chế định phải không? Như là nó chỉ là chế định, có phải không? Đó là cái câu hỏi. Và như vậy khi mà chúng ta nói về chế định ở đây thì nó là vô số đúng không? Rất là nhiều. Còn tiếp theo. Thì đó là câu hỏi, câu này là câu hỏi rất là dễ đúng không? Tuy nhiên là nó là cái chế định thôi. Và cái tiếp theo. Và câu hỏi ở đây thì có như vậy thôi. Và bây giờ thì chúng ta đến câu hỏi, chúng ta hỏi trực tiếp thầy. Bây giờ có chú Desmond, chú sẽ hỏi, mở mic lên và hỏi. Chú hỏi bằng tiếng Trung Quốc. Chú muốn hỏi rằng nếu không có Padakajana nền tảng và trực tiếp họ thực hành Kasina, chú thực hành Kasina trắng, thì Kasina trắng và Nimitta sẽ không xuất hiện mặc dù chú không có Kasina nền tảng Padakajana. Và một số câu hỏi ở đây. Chú hỏi rằng, câu hỏi đầu tiên, được chú hỏi, chú nghe từ vị sư đó khác nào đó, đó là Padakajana, Kasina nền tảng, Jana nền tảng ở đây. Nghĩa là rất là khó để mà thành công, thành tựu. Nếu mà thực hành Kasina một cách trực tiếp thì chú phải hiểu như thế nào. Thì đó, thực ra đúng là vậy. Không dễ dàng cho thực hành trực tiếp vào Kasina, chúng ta phải mở mắt ra, chúng ta nhắm mắt lại và hình dung. Thực ra ở đây, nếu chúng ta thực hành thực tế, chúng ta thấy nó rất là khó. Đúng không? Và như vậy, điều đó nghĩa rằng đối với một số
cái người có Parami, Bala Mật mạnh thì họ có thể dễ dàng để thực hành Kasina trắng hay bất kỳ các Kasina nào. Đúng không? Nó rất trở nên rất là đơn giản. Và đối với hầu hết tất cả mọi người, không phải dễ dàng. Bởi vì chúng ta phải hình dung cái gì đó. Nó khác với Anapanasati, niệm hơi thở. Niệm hơi thở ở đây chúng ta có hơi thở. Bất kỳ lúc nào đi chúng ta đều có hơi thở, chúng ta có thể đều hướng tâm tới hơi thở được. Nhưng khi chúng ta thực hành Kasina thì đó là bên ngoài thân của chúng ta. Chúng ta phải hình dung cái gì đó. Thì chính vì thế, nó không phải dễ dàng. Nó trở nên có thể là mệt. Và nếu mà chúng ta có cái jhana nền tảng hay là có sự chứng ngộ nào đó thì sẽ dễ dàng hơn để chúng ta thực hành. Điều nghĩa rằng như là vẫn có khả năng thành công đúng không thưa thầy? Nhưng chứ không phải là không thể đúng không? Đúng vậy, chính xác rồi vậy. Nó không phải là không thể, nó là có thể. Chúng ta có thể chứng ngộ, chứng được jhana nhưng mà nó khó thôi. Câu hỏi thứ hai. Như là lấy Nimitta hay là đối tượng của Kasina thì chú có thể dùng Manodara, như là không dùng mắt để nhìn mà dùng trực tiếp là dùng như là để thấy Kasina. Chú có thể dùng Manodara, như là cái tâm ý môn của chú để lấy thay vì nhìn đồng mắt, mà chú có thể, thực ra nó không phải dễ dàng như vậy đâu. Nếu mà chúng ta chú thực hành, tự thực hành chú thấy không dễ, khi mà chú đọc trong Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga sẽ nói Patikamani Meta chủ ý tướng. Khi mà chúng ta nói về Ukhani Meta ở đây và Patikamani Meta thì sau đó sẽ là loại ý môn. Còn nói tóm lại, chúng ta có ba loại thiền. Đầu tiên, Paritta bằng cách thấy hầu hết tất cả những Kasina. Chúng ta thực hành bằng cách chúng ta nhìn. Và cái thứ hai, bằng cách chúng ta học. Ví dụ, 32 thể trược. Nếu chúng ta học 32 thể trược, đúng không? Nếu chúng ta học phẫu thuật chẳng hạn, thì chúng ta có thể hành 32 thể trược bằng cái đó, là bằng cái pháp học. Và cuối cùng, bằng cái xúc chạm. Ví dụ như hơi thở là bằng cái sự xúc chạm. Khi Kasina, gió cũng bằng cái sự xúc chạm, chúng ta có thể làm như vậy. Và như vậy, cái điểm chính ở đấy, đó là hầu hết tất cả những Kasina, chúng ta phải nhìn, chúng ta mở mắt ra để nhìn, thì nó sẽ là lộ nhãn môn. Ngay lúc bắt đầu nó sẽ là lộ nhãn môn, và sau đó nó sẽ là lộ ý môn. Câu hỏi thứ ba. Chú hỏi là khi chú thực hành Kasina trắng, mắt của chú ấy và trở nên rất là cứng và rất là đau. Tại sao lại như vậy khi mà chú thực hành Kasina trắng? Thầy biết rồi, đó là cái vấn đề, đúng không? Tại vì chú dùng cái năng lượng của tâm quá nhiều để nhìn Kasina. Khi mà chúng ta dùng quá nhiều năng lượng của tâm, chúng ta sẽ cứng. Hầu hết là thầy không có dạy thiền sinh ban đầu là dùng Kasina trắng, tại vì họ dùng cái tâm của họ quá mức, thì nó sẽ không chứ nó không được thoải mái lắm ngay lúc ban đầu. Thì chúng ta phải duy trì hay là tiết kiệm năng lượng. Khi nào chúng ta thấy cái gì đó thì thấy tự nhiên, đừng có là cố gắng mà thấy nó rõ hơn, thì chúng ta sẽ thấy nó một cách tự nhiên và thoải mái hơn. Đừng có cố làm cho nó rõ. Chú có một câu hỏi cuối cùng. Như là cái trạng thái nào? Như là cái trạng thái nào thì ổn định của các Kasina như thế nào thì chú có thể mở rộng tướng của Kasina. Thì đấy, Nimitta trở nên rất là sáng, giống như là ngôi sao, giống như là mặt trăng, giống như là mặt trời, hay là và rất là ổn định. Thì chúng ta hướng tâm cho nó rất rất là lâu mà nó không bị lay động, nó rất là ổn định. Thì như vậy, chúng ta có thể bắt đầu mở rộng tướng Kasina. Và như là chúng ta có thể mở rộng, từ 2 inch. Nếu mà mở rộng ra nó ra như vậy mà nó bị lay động,
Lúc nào thì chúng ta đừng có mở rộng tướng tướng Kasina nữa. Chúng ta dừng lại và chúng ta chỉ hướng tâm lên Namita. Và cho khi mà nó vững rồi, nó ổn định rồi, chúng ta có thể mở rộng, tiếp tục mở rộng tướng Kasina. Nghĩa là có thể là một tiếng đồng hồ. Ổn định trong vòng một tiếng đồng hồ, tối thiểu là một tiếng đồng hồ. Và nếu mà chúng ta có thể làm tốt hơn vậy nữa thì càng tốt. Lâu hơn vậy nữa thì càng tốt. Và xin cảm ơn Seattle. Và câu hỏi tiếp theo từ cô Susan. Hello, this is Susan. Thank you for taking my question. So first of all, I like to suggest when a participant asks a question, đầu tiên, could the translator please speak it aloud so that we can all benefit from the question. Câu hỏi là khi mà cô hỏi bằng tiếng Trung thì cố tình là mọi người là bản tiếng phiên dịch là nói dịch lại bằng tiếng Anh để cho mọi người đều nghe được. Và bây giờ cô hỏi khi mà nói về Kasina màu thì làm Kasina bằng 12 inch và giống như là một số bông hoa thì đương nhiên cái bông hoa thì nó lại nhỏ vậy, nó không thể là nào là một 30 cm, đường kính 30 cm được. Thì làm như thế thì chúng ta phải chấp nhận nó như thế nào? Nó phụ thuộc vào cái sự thiện xảo của chúng ta. Nếu mà cái người thiền sinh mới bắt đầu, chúng ta không thể nào lấy cái bông hoa làm đối tượng được đối với thiền sinh mới bắt đầu. Ví dụ như là chúng ta có rất là nhiều bông hoa ở cái đĩa hoa chẳng hạn. Trên cái đĩa chúng ta có rất là nhiều bông hoa, thì chúng ta lấy đó làm cái đối tượng thì ok. Và nếu mà một bông hoa thôi, thì chúng ta đã có, mặc dù cái bông hoa nhỏ làm đối tượng, thì chúng ta cần mở rộng cái tướng Kasina lên, cũng có khả năng. Yes, I understand. Then, when I first practiced Kasina, I started with Aloka Kasina. Khi mà cô bắt thành Kasina thì cô bắt đầu với Kasina ánh sáng, Aloka. Một bạn tên nói rằng là không thể làm thầy tự thành Kasina mà phải có thầy để dạy. Cô hỏi như vậy thì bạn tên nghĩ sao? Thì thầy nghĩ sao? Thì nếu mà chúng ta chưa có kinh nghiệm tí, chúng ta phải có vị thầy dạy chúng ta. Nếu mà chúng ta không có vị thầy, thì chúng ta có thể bị rối. Ví dụ như là, như thầy đã nói, đó là những cái khuyết điểm của Kasina, đúng không? Giống như Kasina đen. Nếu mà chúng ta đã có kinh nghiệm về Kasina đen rồi, với vị thầy nào đó, thì chúng ta có thể tiếp tục đến quận Kasina trắng, Kasina vàng. Đúng không? Chúng ta có thể thực hành cả bốn cái Kasina màu, tự mình thực hành cả bốn cái Kasina màu. Còn Kasina đất thì sao? Kasina khác thì lại có vị thầy bên cạnh chúng ta để dạy chúng ta. Tại vì nó khác hoàn toàn với Kasina màu rồi. Đúng không? Như là vậy, nó có vòng tròn. Khi mà chúng ta thấy ánh sáng cũng vậy. Nếu mà chúng ta chưa có thiện xảo, như thầy đã nói, nếu mà chúng ta trực tiếp nhìn vào ánh sáng và mặt trời chẳng hạn, thì chúng ta thấy đau mắt. Mắt chúng ta sẽ đau nếu chúng ta nhìn trực tiếp vào mặt trời. Thì nếu chúng ta có vị thầy, thì vị thầy sẽ chỉ dẫn chúng ta có thể tránh được rất là nhiều cái lỗi, rất là nhiều cái. Now I will change because I've already done like Kasina for some time. Now I'm changing to space Kasina. Bây giờ cô chuyển sang Kasina hay không? Do I need a personal teacher for that? Và cô có cần vị thầy nào chỉ cho cô hay không? Thì thầy bảo là như vậy sẽ tốt hơn cho cô nếu có thầy dạy cho cô. Và chúng ta không thấy câu hỏi nào nữa. Và như có ở trong chat có câu hỏi bằng tiếng Trung Quốc. Thì có một vài câu hỏi bằng tiếng Trung Quốc thì xin nhờ Bản Tế để dịch sang. Dịch sang tiếng Anh. Và là câu hỏi mà khi mà lấy đối tượng Kasina ở đây thì thầy dạy là chúng ta mở rộng Kasina, vòng tròn Kasina từng inch một, từng phân một. Và một số vị thầy nói rằng họ dạy đó là hướng tâm trên Nimitta. Khi mà lấy Nimitta làm đối tượng rồi và an chỉ vào Nimitta và không cần mở rộng tướng của Kasina, thì xin Seado giải thích như là cái lời dạy là như thế nào. Khi mà chúng ta thực hành thiền hơi thở, niệm hơi thở Anapanasati, chúng ta không phải mở rộng hơi thở. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hành thiền Kasina, chúng ta phải mở rộng Kasina, thì nó sẽ tốt hơn.
Thực ra chúng ta có thể học rất nhiều thứ như vậy ở trong Jhana Samyutta, ở trong tương ương bộ kinh Samyutta Nikaya. Đức Phật cũng dạy chúng ta mở rộng ca si ná, mở rộng tướng của ca si ná. Như là câu hỏi đây là như là vị đó không cần phải mở rộng từng phân một hay từng inch một. Có phải không? Thực ra đây, cái mở rộng trực tiếp ra, chúng ta mở rộng từ từ đây, mở rộng rộng ra, bất kỳ khi nào chúng ta thấy ca si ná thì cũng không thì sẽ ok. Còn chúng ta mở rộng ra từng in một thì cũng không sao. Nếu chúng ta có thể mở rộng trực tiếp ra, mở được thì cũng không sao. Và có một câu hỏi nữa bằng tiếng Trung Quốc. Trong phần chat. Câu hỏi đấy. Và nói về bốn ca si ná màu. Liên quan đến bốn ca si ná màu và đối với người mới hành thiền, thì như vậy có cần thiết để làm cái màu ca si ná màu vòng tròn? Có cần phải làm vòng tròn hay không? Và cái thứ hai, khi mà vì đó nhắm mắt lại, sau khi thấy vòng tròn ca si ná, mà khi mà Nimitta xuất hiện là cái vòng tròn cũng vậy. Và Patipaka Nimitta là tợ tướng cũng phải là vòng tròn, có phải không? Đối với hành giả mới bắt đầu thì chúng ta có vòng tròn ấy, thì dễ dàng hơn để chúng ta thực hành. Còn đối với thiền sinh mà đã hành thiền cao rồi, tốt rồi, thì nó không phải là tất cả, không cần thiết. Còn đối với thiền sinh mà đã hành thiền thiên xảo rồi ấy, thì chỉ cần một cái mảnh giấy nhỏ thôi, hay là cái bông hoa nhỏ thôi, cũng thể làm đối tượng đều thực hành được. Còn đối với thiền sinh mà đã thiền xảo rồi, còn đối với thiền sinh mới bắt đầu thì chúng ta phải làm theo thứ tự như vậy. Như thầy đã nói ngay lúc ban đầu, Parikrama Nimitta chuẩn bị tướng thì nó giống như là cái đối tượng là đề mục, là gốc của nó. Và Upadana Nimitta thì nó sẽ có một cái khiếm khuyết. Còn Patipaka Nimitta thì nó giống như cái vòng tròn, thì nó giống như là tọa tướng, thì nó giống như cái vòng quạt và màu tròn ấy, quạt pha lê màu tròn, thì nó cùng cái hình dáng như vậy. Và đối với Patipaka Nimitta, ngay lúc ban đầu khi chúng ta mở rộng tướng, như câu hỏi đây, nếu ai đó mà không bắt đầu với anapana mà thực hành trực tiếp vào ca si ná, họ bị có thể chứng được niết bàn hay không? Có thể có khả năng. Nghĩa rằng câu hỏi ở đây, nhưng bất kỳ trở nã nào cũng đều có thể làm nền tảng để chúng ta thực hành thiền Vipassana, không thể vấn đề. Câu hỏi đây là nếu mà không hành thiền hay tở mà hành trực tiếp vào ca si ná thì có thể chứng ngộ niết bàn được không? Có. Câu hỏi Bikun năm ngoái cô ấy học như là cái người mà bị đồng tính luyến ái nam hay nữ, nghĩa là phụ thuộc vẫn là do. Nên cô mới hỏi, muốn hỏi nữa. Thế là cái người đó là làm cái gì, cái nghiệp bất thiện gì mà lại nghe trong kiếp trước của cô ấy, của anh ấy. Thực ra đây chúng ta đã trong theo Phật giáo chúng ta thấy rằng đó là tà dâm, Kamisumichachara. Khi mà họ đã phạm cái giới tà dâm thì chính vì thế họ sẽ tái sinh và sẽ thành những người như vậy. Chúng ta có sự giải thích ở trong kinh điển Phật giáo. Và chú Edmund có câu hỏi về ca si ná, phương pháp chi tiết có nói trong sutta hay không? Nghĩa là phương pháp chi tiết đây nghĩa là gì? Thầy hỏi. Ca si ná nghĩa là làm thực hành như thế nào? Thì có nói trong kinh hay không? Thì điều đó nghĩa rằng, thực ra ở đây, những cái nơi, ở nhiều chỗ khác nhau, Đức Phật dạy những nơi khác nhau, ví dụ như trong Jhana Samyutta, tương ứng Jhana, thì mở rộng hay không mở rộng, hay Lakkhana Vanga. Thầy không nhớ là như ở Vimokha ở đâu đó. Lakkhana Vanga, phẩm Vác Lakkhana, thì mở rộng hay không mở rộng. Thì, ở đây, điểm chính ở đây,
như là một số người họ có thể mở rộng kasina và một số không mở rộng được tướng kasina thì có giải thích lần này qua lần khác tí, không phải tất cả ở một chỗ, nhưng những chỗ khác nhau thì Đức Phật giải thích những điều khác nhau theo cái căn cơ của thiền sinh và hành giả, nên Đức Phật dạy. Trong thanh nhị đạo Visuddhimagga thì họ đã thu góp lại một cái hệ thống. Còn câu hỏi nữa từ cô Bạch Hùng, khi thiện hay là nghiệp bất thiện mà nó chín muồi, và khi có khi nào mà nó biến mất sau khi mà nó chín muồi rồi, hay là nó vẫn cho kết quả? Điều đó nghĩa rằng ở đây chúng ta phải nghĩ về bốn loại nghiệp ở đây, như là nghiệp mà ngay hiện tại cho kết quả ở đây thì nó cho kết quả ngay trong kiếp này, còn nếu không thì nó sẽ không còn nữa. Còn và đó có cái kết quả ngay trong kiếp sau và tiếp theo, như là không giới hạn, không bất định, có thể bất trong kỳ trong kiếp nào nó có thể cho kết quả, cái nghiệp đó cho kết quả trước khi mà chúng ta chứng ngộ niết bàn, nhân nhập niết bàn, thì bất kỳ lúc nào thì cái nghiệp ở đây không thể nào chúng ta có thể loại bỏ nó được. Khi nào chín muồi thì nó sẽ cho kết quả bất kỳ lúc nào. Thì như vậy chúng ta không thể nói rằng cái nghiệp nó sẽ hết cái nghiệp được, như trong chỉ sau khi nhập niết bàn, parinibbana, thì một số cái nghiệp không cho kết quả và không cho kết quả được nữa, thì chúng ta gọi đó là ahosikama, không cho quả nữa, nghiệp không cho quả nữa. Thì khi mà chúng ta nhập niết bàn rồi thì lúc đó sẽ không còn bất kỳ cái nghiệp nào nữa và sẽ không có nghiệp lực nữa. Và sau trước khi đó, trước khi nhập niết bàn thì bất kỳ cái nghiệp nào nó chín muồi nó đều cho kết quả. Cô muốn hỏi là về ba la mật. Ba la mật thì nó có biến mất khi mà chín muồi hay không? Ba la mật thì không thể nào mất được. Như thầy đã nói như từ trước, nếu sau khi chúng ta nhập niết bàn thì ba la mật nó sẽ không cho kết quả nữa, nhưng mà trước khi chúng ta nhập niết bàn thì tất cả ba la mật sẽ cho kết quả. Tương tự như vậy, kusala nghiệp thiện vậy, kusala karma cũng vậy. Và câu hỏi bằng tiếng Trung Quốc nữa, có thể đây là câu hỏi cuối cùng bằng tiếng Trung Quốc. Câu hỏi đây là vì muốn hỏi về COVID-19. Tất cả chúng sanh đều đang rất là khổ với đau khổ với COVID-19. Thế cái nghiệp nào đã làm trong quá khứ nên bị chúng ta bị cái nghiệp? Thầy không biết cái này, thầy không biết. Nghĩa rằng Lokantara, như là cái bệnh này, bệnh tật, như là bệnh tật đúng không? Hay bệnh dịch. Chúng ta không thể nói chính xác cái nghiệp nào được. Như cái điểm chính đây, nếu mà chúng ta đã từng đài ải hay là làm khổ chúng sanh khác trong quá khứ thì chúng ta bị khổ bây giờ. Chúng ta tra tấn hành hạ chúng sanh khác trong quá khứ. Thì đó theo một bài kinh. Nhưng mà tóm lại, tất cả chúng ta đã hành hạ chúng sanh khác trong quá khứ nên chúng ta đang chịu cái khổ này. Chúng ta có thể hiểu như vậy. Và có một câu hỏi nữa. Thưa Ngài Sayado, khi mà thực hành vô sắc kasina, khi mà thực hành thiền samatha, khi chưa thực hành về nama, về danh, thì làm sao có thể hiểu được cái không vô biên xứ ở đây? Khi mà thực hành thiền xảo, thì chúng ta đã phân biệt các thiền chi, hay là quan sát các thiền chi. Quan sát các thiền chi ở đây cũng là gì? Cũng là danh, nam ạ. Danh chính vì thế, chúng ta sẽ lấy cái tâm jhana, tâm thiền làm đối tượng. Điều đó nghĩa rằng, đấy nó rất là đơn giản, cái tâm biết cái cảnh. Nghĩa cái tâm ở đây gì? Nghĩa là biết cái cảnh, đó là cái tâm, biết cái cảnh. Thì chính vì thế, chúng ta có thể hiểu rằng, biết cái cảnh, như là biết về cái không vô biên xứ, thì đó là cái tâm, và hướng đến cái tâm đó. Cái nó không có khó, không có khó như là phân biệt danh pháp. Câu hỏi cuối cùng bằng tiếng Trung Quốc. Okay.
last question is about is a four element meditation. Về hành trình tứ đại, về samatha, thiền định. Làm thế nào để thực hành thiền tứ đại và làm thế nào để tìm vị thầy để dạy? Đó là câu hỏi. Và như vậy, tuần sau thầy sẽ nói về tứ đại, thiền tứ đại, thầy sẽ dạy chúng ta thiền tứ đại tiếp theo. Và như vậy, làm thế nào tìm vị thầy? Cái này rất là khó để nói, thầy chỉ trả lời. Như thầy cũng không có trình pháp trên mạng online của mạng, như là không có vị thầy, không có thầy á, không phải dễ dàng mà thực hành, không dễ dàng để thực hành thiền tứ đại. Một số các đại nó trở nên trội lên thì chúng ta cảm thấy cái sự không thoải mái, khó chịu. Như khi mà chúng ta muốn thực hành thì chúng ta phải ở trường thiền với những vị thầy. Sadhu đấy. Và xin cảm ơn thầy rất là nhiều khi thầy dạy. Thầy đã dạy chúng ta. Xin cảm ơn Bante phiên dịch đã dịch. Và xin thầy dẫn dắt chúng con cùng nguyện và trì phước. Chúng ta cùng nguyện và trì phước. Eta vada jami sambadam punya sambadam sabbe deva anumodantu sabbe buddha anumodantu sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya idam me nyattinam hotu sukhita hontu nyatayo idam me nyattinam hotu sukhita hontu nyatayo idam me nyattinam hotu sukhita hontu nyatayo idam me punyam asavakkaya vaham hotu idam me punyam nibbanasa pacchayo hotu mama punya bhagam sabbasatanam bhajami te sabbe me samam punya bhagam labandu sadhu sadhu sadhu. Thank you, Bante, and everyone for your time and participation. Till we meet again next Saturday, may all be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu.